Chú quán đâu? Anh cần gì ạ? Ở đây có bán bia không? Dạ có, con bia không? Bán bia thì bán gì anh? Chị nhà nhân viên đâu hết rồi, ông chủ để bán này. Chúi trời, chúng ta tất trong nhà anh. Cho anh điện nhân viên. Cho anh đến nhân viên. Anh dùng nhân viên à? Ừ. Em ơi, giáp đi khách à? Giáp tiếp khách đây này. Ừ, anh chờ một chút nhé. Ok. Anh xin phép. Rồi, thẳng thẳng. Dạ em chào anh ạ. Anh cần dùng gì ạ? Mình không phải uống thêm cái gì nữa đâu em. Dạ vậy thôi em xin phép anh ạ. Này, đi đâu đây? Không ngồi đây mà. Dạ anh có chuyện gì không? Không, thực ra không có cái chuyện gì cả em ạ. Mà bên em có cái loại bia gì mà đắt nhất mà ngon nhất? Cái em bia gì cũng có anh ạ. Thì anh dùng loại gì ạ? Bất quay được có. Dạ có luôn ạ. Cờ di tổ có. Dạ cũng có. Hay nè ken có. Dạ có đủ cả anh ạ. Ôi giời ơi. Khá thế. Em quê đâu ấy? Dạ em ở Hà Nội ạ. Ôi giời. Anh ở Hà Nội này. Thế à? Thế anh ở chỗ nào Hà Nội? Ừ, anh Cổ Nhuế đấy. Dạ em Trần Duy Hưng. Gần nhau quá. Này. Ngày xưa anh chở dịch vụ cân 4, cân 5 chạy khắp cái đường Trần Duy Hưng luôn đấy. Thế anh? Ừ. Ngày xưa anh có chở em không nhỉ? Anh có chở em xưa. Các cụ nói cấm có sai em ạ. Đất xấu nặng chẳng nên nổi. Anh về kiểu vãn, em về bia ôm. Anh nói thế nào? Quán em bán bia lành mạnh. À chứ, anh xin lỗi. Thế bây giờ anh uống gì để em lấy nào? Em cứ cho anh cái bia gì đó đắt nhất, đẳng cấp nhất ra đây cho anh. Ok anh, hôm nay em sẽ mời anh. Ui dồi, quý hoa quá, triển luôn. Anh. Ừ. Em nghĩ kỹ rồi. Cũng vì dòng đời xô đẩy mà bỏ quê bao nhiêu lâu nay. Nhưng mà lúc nào em cũng hướng về quê hương anh ạ. Hay thôi, mình dùng tạm đi Hà Nội cho mát anh nhé. Được. Anh uống gì cũng được. Chưa uống đi để ăn mừng khỏi. À mà thôi, từ từ đã anh. Anh vừa nói anh uống gì cũng được đúng không? Ừ. Hay thôi mình chuyển bia ca anh nhá. Uống cho nó mát. Với lại em cũng quen dần dã mãi quen rồi anh ạ. Bây giờ uống sang cái bia này hàng giả nhiều lắm. Cũng tốt cho sức khỏe anh ạ. Trời cũng được. Nhanh uống rồi, chảy hết nước miếng rồi. Anh ngồi đợi em một lát nhá. Ơi Quang, sao lại ngồi đây? Thì tao cũng người Hà Nội rồi mà đâu bao giờ được người mời cái gì đâu. Mày đừng tưởng một mình nó thích. Tao cũng thích. Rồi, mày để em mời. Ồ, thế à? Thì nhân viên đâu? Cho cao bia. À mà thôi, mày ngồi đấy, để tao đi lấy. Dày quá anh ạ. Đúng rồi, do ăn ở thế nào? Hôm nay lại được gái mời. Thì hôm nay đứa nào trả tiền cái bữa này? Gì? Nó chứ này. Đứng dậy thanh toán đi. Cái anh này. Ở đời sống phải có đi có lại chứ đệ. Như nào? Em mời từ nãy giờ rồi thì bây giờ anh trả tiền đi. Chứ mày mời tao được cái gì? Ngồi từ nãy giờ này. Không phải mời thì là cái gì? Mày nói có lý. À thằng này, nó chiều đãi mình nhiều hơn. Mày đứng dậy trả tiền đi. Thế kìa, mày có tin là đập nát cái quán này không? Đồng hương với nhau có cà bia mà không có đắn đo. Thôi, chú mày để tao mỏi cái bữa này. Có phải không em? Uống đi anh.